Chào các em, hôm nay chúng ta lại học bài số 15 giáo trình Đừng đến nước Nga phần 11. Trong phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học phần Давайте поговорим. Давайте поговорим có nghĩa là nào chúng ta cùng nói chuyện. Ở đây chủ yếu của cái mục này đó là kích hoạt để làm sao các em nói được tiếng Nga. Nói càng nhiều càng tốt. Что вы скажете? Các bạn sẽ nói như thế nào? Если вы оказались в следующих ситуациях. Nếu như các bạn rơi vào trong những hoàn cảnh sau. Chúng ta có thể dịch là các bạn rơi vào trong những hoàn cảnh sau, hoặc là các bạn nằm ở trong những hoàn cảnh sau. Nghe nằm trong thì nghe nó hơi buồn cười đúng không ạ? Nhưng mà ở trong tiếng Nga lúc đó người ta sử dụng động từ Akazatsa. Akazatsa tức là vô tình là chúng ta hiện diện ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, ở trong một cái ngữ cảnh nào đó. Situa-sia là một cái tình huống. Situa-sia, Sle-du-sia situa-sia có nghĩa là những cái tình huống dưới đây đó. Tại sao tôi dịch kỹ như thế cho các em những cái nhiệm vụ này? Bởi vì đây cũng là cái cách để các em học cái từ và câu, học thêm để phát triển từ và câu của các em. Ну, что вы скажете? Nào, các bạn sẽ nói như thế nào? Если вы оказались в следующих ситуациях. Nếu như các bạn sẽ nằm ở trong những tình huống sau. В магазине, ví dụ như ở trong cửa hàng. Sprasite, где можно купить нужную вам вещь. Tập hợp từ нужную вам вещь. Купить là mua những cái đồ dùng mà cần thiết cho bạn. Tập hợp từ nuzhny vam, chúng ta nhìn thấy nuzhna và đi cùng với nó là ở cách 3 đúng không ạ? Danh từ hoặc là đại từ. Đại từ là vam, là vui là vam, tươi là тебе, я là мне. Ví dụ nếu như mua một cái đồ vật mà tôi cần thiết, купить нужную мне вещь. Đúng không ạ? Đấy, trong trường hợp như thế, chúng ta rất khó nói tiếng Nga khi mà chúng ta không hiểu cái cách của họ, đúng không ạ? Cái cách ở trong tiếng Nga. Khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ rất dễ nói, đúng không ạ? Đấy, tại sao mà các em khi nói chập chững? Bởi vì là chúng ta không hiểu cái ý nghĩa của cách. Đứng sau nuzhny, nuzhna thì phải là cách 3. Cần cho ai cái gì? Thì trong trường hợp như thế, đây là một cái cấu trúc câu mà các em cần biết và cần học thuộc. Đó, muốn nói tiếng Nga thì chúng ta phải có rất nhiều những cái mẫu câu. Если в магазине интересующая вас вещь. Если, đây là есть ли, có hay không. Если, không phải là bây giờ tôi nói если là sai nhé. Đọc là есть ли là có hay không. Ở trong cửa hàng, cái đồ vật mà bạn quan tâm. Ở đây lại một cấu trúc khác. Tương tự như cấu trúc này là cái đồ vật mà bạn cần. Nhưng mà ở đây lại là интересующая вас вещь là cái đồ vật mà làm bạn quan tâm. Lúc đó thì người ta sử dụng động từ interessavat. Interessavat thì chúng ta lại sử dụng ở cách 4 chứ không phải là cách 3 như ở đây nhé. Cách 3 đây là đi với nuzhny, nuzhna thì là vam, là ở cách 3. Nhưng mà nếu đi với danh từ, đi với động từ interessavat là làm cho ai quan tâm thì chúng ta lại phải để ở cách 4. Duy chỉ có điều ở đây, duy ở đây là người ta sử dụng là tính động từ. Thế nào gọi là tính động từ? Đó là động từ, bản thân nó là động từ, nhưng mà nó lại có đuôi tính từ. Thì người ta gọi là tính động từ. Cái cách cấu tạo của nó ra sao thì chúng ta chưa học, chúng ta chưa biết được. Đó, nói luôn là như vậy nhé. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy một cái dạng như là động từ ở đây, nó làm cho tôi quan tâm, nhưng mà cái đuôi nó lại là tính từ, thì chúng ta hiểu rằng đó là cái tính động từ. Chúng ta không quan tâm đến nó lắm, mà chúng ta để ý rằng là động từ nó đòi hỏi cách 4, thì đằng sau chúng ta phải lưu ý phải dùng ở cách 4 nhé. Interesuyushi, nó trở thành một cái tính từ xuất phát từ động từ. Đấy. Thế và cái tính từ này nó mở rộng cho cái từ vies là cái đồ vật mà làm cho bạn quan tâm. Попросите показать эту вещь. Hãy đề nghị người ta cho các bạn xem cái đồ vật đó. Спросите у него цену, о цене, о её цене. Hãy hỏi xem là cái giá của nó. Спросите о цене là hỏi về giá. Скажите, нравится вам или не нравится эта вещь. Và hãy nói xem là các bạn có thích cái đồ vật này không? Хотите её купить или нет? Хотите её купить или нет? Có nghĩa là các bạn có muốn mua nó hay không? Đó. Muốn mua nó hay không? Cái tập hợp câu này này. Хотите её купить или нет? Đó, cũng là một cái mà không phải tự dưng các em nói được đâu nhé. Cái cấu trúc câu này này, không phải tự dưng nói được đâu. Bạn có muốn mua nó hay không? Đúng không ạ? Mua nó hay không? Thì tiếng Việt chúng ta trong đầu chúng ta là muốn hỏi thế lắm rồi, nhưng mà chúng ta không biết cái cấu trúc tiếng Nga nó như thế nào. Cấu trúc tiếng Nga nó rất đơn giản. Хотите купить, sau đó thêm tập hợp từ или нет. hay là không, đúng không ạ? Хотите купить или нет? Đó. Thế vậy thì để có thể nói được tiếng Nga một cách nhuần nhuyễn thì chúng ta cần phải tập trung ở trong đầu chúng ta rất nhiều những cái mẫu câu. Bây giờ quay lại nhé. Mà trong cửa hàng nào? Ở trong cửa hàng bạn cần hỏi là có thể là mua cái vật mà bạn cần hay không? Có ở trong cửa hàng này cái vật mà làm bạn quan tâm hay không? Và hãy đề nghị người ta cho bạn xem cái vật đó. Hãy hỏi giá về chúng. Và hãy nói xem là bạn có thích cái đồ vật đó hay không, hay là không thích. Đó, và bạn có mua nó hay không? Bạn có thích mua nó hay không? Có muốn mua nó hay không? Vậy thì trong trường hợp như thế này thì các bạn phải làm một cái gì nào? Một cái đoạn đối thoại, đúng không ạ? Ví dụ tôi sẽ làm đoạn đối thoại này cho các em nhé. Ví dụ nhé, hãy hỏi xem cửa hàng có cái đồ vật mà bạn cần hay không. Ví dụ bây giờ chúng ta cần gì nào? Bạn cần một cái áo sơ mi. Áo sơ mi là gì? Rubashka, đúng không ạ? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Là khi hỏi về cái đồ vật nào đó thông thường chúng ta sẽ để nó ở số nhiều. Скажите, пожалуйста, есть у вас рубашки? Есть у вас рубашки? Hãy nói xem, hãy nói cho tôi biết là các anh có bán áo sơ mi không? Hay là người ta còn có thêm một tập hợp từ nữa, в продаже là ở trong продажа là có nghĩa là bán, cái việc mua bán, việc bán, đúng không ạ? Đấy, người ta muốn nói là các anh có bán cái áo sơ mi nam không? Есть у вас продажи рубашки? Và есть ли в магазине интересующее вас? Có cái đồ vật đó trong cửa hàng này không? Trả lời sao nào? Thế người bán hàng sẽ phải trả lời sao? Продавец là người bán hàng, đúng không ạ? Продавец hoặc là продавщица là người nữ bán hàng. Lấy đâu ra những cái từ đó? Hiện nay đang có bài 91 học từ mới, các em nên tham khảo thêm nhé. Hàng ngày cứ buổi sáng thì tôi ra một bài học từ mới và buổi tối thì tôi ra bài là học theo giáo trình Đường đến nước Nga. Cho nên là trong một ngày có hai bài, các em nên tham khảo cả hai bài để phát triển cái vốn từ của mình. Và người bán hàng sẽ trả lời sao? Продавец отвечает. Người bán hàng sẽ trả lời: Да, у нас есть рубашки. Có, chúng tôi có bán áo sơ mi. Попросите показать. Hãy đề nghị người ta cho xem. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Hãy cho tôi xem. Vậy thì người ta sẽ nói như thế nào? Người ta sẽ đưa cho chúng ta xem. Hoặc là người ta có thể hỏi Какой вам цвет? Цвет. Anh muốn lấy màu nào? Какой вам цвет? Đó, thì chúng ta sẽ bảo là chúng ta sẽ nói sao nào? Черный. Черную, пожалуйста, или красную, màu đen, или красную, hoặc là màu đỏ, или зеленую, или светлую, màu sáng. Chúng ta chỉ nói chung chung là màu sáng, đúng không ạ? Đó. Sprasite о цене. Hãy hỏi về giá nào. Chúng ta sẽ hỏi sao nào? А сколько она стоит? Сколько она? Она là рубашка. Thay cho cái từ рубашка, đúng không ạ? Сколько она стоит? Nó bao nhiêu tiền đấy? Người ta sẽ nói là gì nào? Она стоит 500 рублей. Ví dụ như là 500 rúp. 500 рублей. Tôi cũng không biết là áo ở bên đó giá bao nhiêu tiền, tôi cứ nói đại như thế, đúng không ạ? 500 рублей. Hoặc là она стоит 350 рублей. 350 руб. Скажите, нравится вам или не нравится? Hãy nói xem là bạn có thích cái áo này không? Hay là không thích, đúng không? Chúng ta có thể thay luôn bằng câu hỏi của người bán hàng. Вам нравится? Она вам нравится? Она вам нравится? Вам нравится эта рубашка? Вам нравится? Anh có thích cái áo này không? Chúng ta trả lời sao nào? Да, мне нравится. Вы хотите ее купить? Вы хотите ее купить? Anh có muốn mua nó không? Да, я хочу ее купить. Я возьму. Chúng ta dùng động từ взять. Взять là tôi sẽ lấy, đúng không ạ? Да, я возьму её, tôi sẽ mua nó, đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta nói chuyện ở trong cửa hàng. Có thể là tôi sẽ làm riêng một cái bài đối thoại như thế, riêng thành một cái bài học riêng cho các em theo dõi và chúng ta sẽ học thêm nhé. Đó, bây giờ sang phần thứ hai là biblioteki, ở trong thư viện. Trong thư viện sao nào? Скажите, кто вы? Hãy nói xem anh là ai. Покажите ваш студенческий билет. Và hãy cho người ta xem. Tức là покажите hay là hãy đưa ra là cái thẻ sinh viên của bạn. Скажите, зачем вы пришли? Và hãy nói là các bạn đến đây để làm gì? Зачем? À, anh đến đây để làm gì? Зачем вы пришли? Зачем? Зачем? Tức nghĩa là anh đến đây để làm gì? Что вы хотите? Và anh muốn gì? Hay là bạn muốn gì? Попросите нужную вам книгу. Và hãy hỏi về cái quyển sách mà cần cho bạn. Нужную вам книгу. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái tập hợp нужную вам книгу. Попросите, đấy. Hoặc là нужно купить. Купите нужную вам вещь, đúng không ạ? Trong cái tập hợp trên. Đó, thì chúng ta cũng phải viết tương tự như vậy. Деканате. В деканате là ở trong văn phòng khoa. Скажите, зачем вы пришли? Hãy nói xem là anh đến đây để làm gì. Узнайте, в какой вы группе. Và hãy hỏi xem là anh sẽ ở lớp học nào. Какой группе là ở lớp nào. Когда и где будут занятия. Когда и где будут занятия. Khi nào và ở đâu sẽ có giờ học. Где можно получить студенческий билет. Và ở đâu có thể nhận được thẻ sinh viên. Где можно взять или купить книги. Và ở đâu có thể mượn hoặc là có thể mua sách. Đó, ở trong văn phòng khoa sẽ có những cái câu chuyện như vậy. Sẽ có những cái cuộc trao đổi như vậy. Class là ở trong lớp học. Chúng ta nhìn thấy có từ группа và class, đúng không ạ? Группа, các bạn thường phân vân không biết là thế nào là группа, thế nào là class. Class có nghĩa là chính, người ta chỉ chính là cái lớp học. Cái lớp học đó là cái phòng này, cái bàn, cái ghế, cái bảng này, thì lúc đó gọi là class. Thế còn группа đó là một nhóm học, tập hợp những sinh viên ở trong cái nhóm học của các em thì người ta gọi là группа. Đó. Вы опоздали на урок. Và các bạn đi muộn, đi học muộn. Что вы скажете? Và bạn sẽ nói như thế nào? Объясните, почему вы опоздали. Và hãy giải thích xem là tại sao bạn lại đi học muộn. Thì những cái này là các em cũng phải viết sẵn ra những cái mẫu câu, đúng không ạ? Hôm nay là bạn đi học muộn này. Bạn sẽ nói cái gì nào? Извините, что я опоздал на урок. Xin lỗi là tôi đi học muộn. Объясните, почему вы опоздали. Và hãy giải thích xem tại sao bạn lại đi học muộn. Я проспал, tôi ngủ quên. Я проспал. Budilnik не звонил. Hoặc là đồng hồ báo thức thì không báo, đúng không ạ? Hoặc là Я опоздал на транспорт, là tôi chạy ra xe nhưng mà không kịp chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không ạ? Đó thì chúng ta có thể giải thích bằng nhiều lý do khác nhau. Cái quan trọng ở đây, các em đừng quan tâm nhé. Cái quan trọng ở đây là không phải rằng là các em cần phải nói cái lý do gì một cách chính đáng. Cái quan trọng là các em nói một cách hơi thô một chút nhé, là các em phải biết giải thích được bằng tiếng Nga. Còn giải thích kiểu gì thì nó không quan trọng. Tức là hiện nay chúng ta đang học mà, thì những cái lý do đó không quan trọng, chả ai quan tâm đâu. Quan trọng là các em giải thích được, đúng không ạ? Các em phải nói được là gì? Потому что дождь пошёл, bởi vì là trời mưa. Потому что у меня нету настроения, bởi vì là tôi không có cảm hứng để đi học. Потому что я не успел позавтракать, bởi vì là tôi chưa kịp ăn sáng. Đó, vân vân, đúng không ạ? Или потому что моя подруга позвонила. Bởi vì là bạn gái tôi nó gọi điện cho nên tôi đi học muộn. Thế vậy thì thầy giáo nói như vậy có nghĩa là gì? Không quan trọng là cái lý do của các em là gì. Quan trọng là các em phải nói được bằng tiếng Nga, và nói càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Hoặc là tôi bị con chó nó cắn, hoặc là tôi bị con ong nó cắn, nó đốt chẳng hạn, vân vân. Thì càng nói được nhiều những người đấy thì càng tốt, đúng không ạ? Đó. Поликлинике у врача. Ở trong phòng khám đa khoa là đến thăm bác sĩ. Скажите, зачем вы пришли? Hãy nói xem là các bạn đến đây để làm gì. Как вы себя чувствуете? Các bạn cảm thấy người như thế nào? Что вас болит? Và bạn bị đau cái gì? Спросите, что вам нужно делать? Và hãy hỏi xem là bạn cần phải làm cái gì. Где можно купить лекарства? Và ở đâu có thể mua được thuốc. Когда нужно прийти в следующий раз? Và khi nào lại cần phải đến để gặp bác sĩ lần tiếp theo. Vậy thì đây cũng là những cái câu mà các em cần biết để các em đến gặp bác sĩ. Khi chúng ta đi khám bệnh thì cũng có rất nhiều em đề nghị tôi làm cái đoạn đối thoại là đi gặp bác sĩ như thế nào. Cho nên là có khả năng là tôi cũng nhân cái dịp này là cũng sẽ làm cái bài ngắn để các em có những cái mẫu câu khi bị ốm chẳng hạn thì chúng ta cần đi gặp bác sĩ. Restaurant, ở trong nhà hàng. Trong nhà hàng tức là trong nhà hàng ăn đấy. Вы хотите пообедать? Bạn muốn ăn trưa. Попросите дать вам меню. Đề nghị ta cho bạn mượn cái thực đơn. Скажите, что вы хотите заказать? Hãy nói xem là bạn muốn đặt món ăn gì. Заказать là đặt món ăn. Заказать. Я хочу заказать суп. Tôi muốn đặt món súp. Я хочу заказать второе. Tôi muốn đặt món thứ hai. món thứ ba, vân vân, đúng không ạ? Món thứ nhất thông thường là súp, món thứ hai là một món ví dụ khoai tây với thịt chẳng hạn, hoặc là cơm với lại thịt chẳng hạn, vân vân. Và món thứ ba thông thường là cái món tráng miệng, đúng không ạ? Đó. Sprasite, hãy hỏi xem Skônka stoit vash обед, hay là ужин. Hãy hỏi xem là cái bữa ăn của các bạn là ăn trưa và ăn tối là giá bao nhiêu tiền. Tiếp theo, cái nội dung ở trên đường phố, ở trên đường phố và ở trong phương tiện công cộng. Transport chỉ có nghĩa là ở trong phương tiện công cộng, đúng không ạ? Các bạn tự học, khi mà gặp những tập hợp từ này các em rất là phân vân, các em không biết dịch nó như thế nào cả. Nhưng mà cái nhiệm vụ của tôi khi là làm bài với các em ấy, có nghĩa là tôi sẽ giải thích cho các em những cái cấu trúc câu khó hoặc là những cái tập hợp từ khó để các em hiểu ngay được đó là cái gì, và các em không phải mất thời gian và các em sẽ tự tin hơn trong học tập. Đó là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta học theo clip. На улице là trên đường phố, в транспорте có nghĩa là trong phương tiện công cộng. Скажите, куда вы хотите поехать? Hãy nói xem là anh muốn đi đâu. Узнайте, где находится интересующий вас транспорт. Hãy xác minh xem, hay là hãy hỏi xem где находится интересующий вас транспорт. Những cái phương tiện mà bạn quan tâm nó ở đâu. Astanovka, ví dụ như là astanovka là cái bến tàu này, astanovka là bến tàu, stansi metro là bến metro. Sprasite, когда будет ваша остановка? Hãy hỏi xem là khi nào thì sẽ đến cái bến của anh, hoặc là đến cái stantsia, hoặc là cái bến metro của anh. Hai cái từ astanovka cũng là bến, stantsia cũng là bến. Đối với tiếng Việt chúng ta đều là bến, nhưng mà astanovka là bến cho bến ô tô buýt này, bến xe khách này, bến ví dụ như là bến xe taxi này cũng gọi là astanovka. Nhưng mà stantsia thì lại là bến của các phương tiện ví dụ đường sắt, ví dụ như là tàu điện ngầm hoặc là xe lửa thì gọi là stantsia. Stantsia, nhớ như vậy nhé các em. Đó. Thế còn lẽ dĩ nhiên cái bến của một cái máy bay thì sao nào? Thì nó gọi là cái sân bay, đúng không ạ? Đó là cái điều khác biệt đặc biệt, đúng không ạ? Chứ không có chúng ta nhìn thấy đây cũng gọi là bến, đây cũng gọi là bến. Nhưng riêng cái máy bay thì chúng ta không gọi là bến, gọi là sân bay, đúng không ạ? Đó, thì đó là những cái điều khác nhau ở cách sử dụng từ ở trong tiếng Nga. Prilascen nhỉ? Mời, lời mời, đúng không ạ? Prilascen là lời mời. Вы купили билет в театр? Các bạn mua vé để đến thăm nhà hát. Kino на stadion, để đi xem phim hoặc là đi ra sân vận động. Prilascen друга. Hãy mời người bạn trai của mình, padrugu, hoặc là người bạn gái. Договоритесь, hãy thỏa thuận với họ. Договориться, động từ договориться là thỏa thuận. Chúng ta biết từ договор là hợp đồng, đúng không ạ? Cái bản hợp đồng của các doanh nghiệp gọi là договор. Đó, thế còn chúng ta sử dụng động từ договориться, договоритесь có nghĩa là hãy thỏa thuận với ai đó. Где, когда вы встретитесь? Động từ встретиться. Встретиться là sẽ gặp nhau ở đâu và khi nào. Где, когда вы встретитесь là các bạn sẽ gặp nhau ở đâu. Где вы будете ждать его, её? Và các bạn sẽ đợi anh ấy hoặc cô ấy ở đâu. Ждать его là đợi anh ấy, ждать её là đợi cô ấy ở đâu. Где вы будете ждать? Các bạn sẽ đợi ở đâu. Đó, đó là tôi đã giải thích cho các em nghe những cái từ khó. Ответ на приглашение, trả lời cho lời mời. Đây là lời mời, còn đây là trả lời cho lời mời. Вас пригласили в гости. Вас пригласили, người ta mời bạn. Ở đây chúng ta nhìn thấy đây là số nhiều, đúng không ạ? Chúng ta dịch trong tiếng Việt là gì? Người ta mời bạn. Mời ai? Mời bạn, vas. Ở đây người ta viết ngược, đúng không ạ? Trong tiếng Nga có thể viết ngược viết xuôi được, nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta dứt khoát phải là gì? Они пригласили вас. Họ mời các anh. Họ mời anh. В гости, để đến làm khách. В театр, để đến nhà hát. На выставку, để đi tham quan, đi triển lãm, đi xem triển lãm. Что вы ответите? Các bạn sẽ trả lời như thế nào? Если вы можете пойти, nếu như các bạn có thể đi được. Не можете пойти, hoặc là không thể đi được. Thì có nghĩa là người ta khai thác, giúp chúng ta khai thác những cái câu trả lời. Trong trường hợp mà người ta mời chúng ta thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào, và chúng ta nhận lời sẽ nói như thế nào, và chúng ta không nhận lời thì cũng sẽ nói như thế nào. Tất cả những cái này đều phải chuẩn bị trước hết các em nhé, đều phải chuẩn bị trước hết. Ví dụ như là bây giờ các em tưởng tượng là hôm nay là đi gặp một cô gái này, biết là cô gái rất xinh đẹp, đúng không ạ? Chúng ta mời được cô ấy đi chơi đây. Thế vậy thì bây giờ chúng ta phải mời như thế nào đây? Chúng ta mời như thế nào? Thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn. Em nào không biết viết sẵn ra giấy. Viết sẵn ra giấy là cái câu này như kia, đúng không ạ? Sau đó chúng ta cố gắng đọc nhiều lần để học thuộc đi. Gặp người ta cái chúng ta nói được ngay, đúng không ạ? Я приглашу вас, я приглашаю тебя в кино, Tôi mời cậu hôm nay đi xem phim. Это будет очень интересный фильм. Đấy là một bộ phim rất hay. Я давно мечтал смотреть этот фильм. Tôi đã mơ ước từ lâu lắm rồi để xem bộ phim đó. Vân vân này khác. Я думаю, что тебе это понравится. Tôi biết rằng là cái bộ phim đó các bạn sẽ rất thích đấy. Đó, ты можешь, ты хочешь со мной идти? Ты хочешь со мной пойти в кино? Cậu có muốn đi cùng với tớ đến xem phim đấy không? Đúng không? Vậy thì làm sao mà chúng ta nói được nhiều như thế? Chúng ta còn có thể nói được nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Muốn nói được nhiều như thế chúng ta phải viết ra giấy sẵn và chúng ta phải học thuộc nó đi, đúng không ạ? Đó, để đó là cái cách, chứ không có gì, chẳng chuẩn bị gì cả, đến khi là nhìn thấy bạn thế là cứ chẳng nói được câu nào thế thôi, đúng không ạ? Vậy thì muốn nói được tiếng Nga tốt chúng ta phải viết nhiều và chúng ta phải học thuộc nhiều các mẫu câu. Đó, thế nhé. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.